Nữ cổ động viên tuyên bố tặng gần 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam nếu vô địch SEA Games 31. Nữ cổ động viên đến từ Hải Phòng tuyên bố sẽ tặng đội tuyển bóng đá nam 300 triệu đồng, đội tuyển bóng đá nữ 500 triệu đồng nếu giành được chức vô địch SEA Games 31. Trước trận đấu mở màn bóng đá tại SEA Games 31 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia hôm 6 tháng 5 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ, chị Hạnh, cổ động viên nhiệt thành đến từ Hải Phòng, dõng dạc tuyên bố, tôi sẽ tặng đội tuyển bóng đá nam 300 triệu đồng, đội tuyển bóng đá nữ 500 triệu đồng nếu giành được chức vô địch SEA Games. Đây không phải lần đầu tiên chị Hạnh tuyên bố thưởng nóng cho đội tuyển. Với những người yêu bóng đá Việt Nam, chị được biết đến là một cổ động viên quen mặt gần 30 năm qua, từ thời lứa cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, Quỳnh Đức, nữ cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt nhất Việt Nam. Từ những năm 90, chị Hạnh bắt đầu say mê bóng đá. Ngày trước, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tivi xem bóng, chị thường ra đầu làng, theo dõi từng trận đấu qua loa phóng thanh. Dù chỉ được nghe tường thuật, chị vẫn cố tưởng tượng trong đầu khung cảnh trận đấu, từng bước đi, lối chuyền bóng của các cầu thủ. Lớn lên, gia đình khá giả hơn, cuộc sống dần có điều kiện, người phụ nữ quyết định đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, đặc biệt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ vẫn thường gọi tôi là cô, bác, như người thân trong gia đình. Tôi cũng thường ghé thăm nhà các cầu thủ như Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thành, Bùi Tiến Dũng, mỗi khi có dịp, chị Hạnh kể. Đầu tháng 1 năm 2019, chị Hạnh lặn lội sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại giải ASEAN Cup. Từ đầu giải, chị không bỏ sót trận đấu nào của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi cùng bạn là chị Vũ Thúy, mang theo 100kg bánh chưng, giò chả, ruốc tặng cho các cầu thủ. Hôm sau, họ lại tiếp tục chuyển thêm 100kg thực phẩm từ Việt Nam qua UAE. Đến hôm ngày 21 tháng 1 năm 2019, nghe tin các cầu thủ vẫn thòm thèm một số đồ ăn Việt Nam. Hai nữ cổ động viên quyết định bay về Việt Nam, mang sang UAE 80kg cam canh, cà thu, giấm tỏi. Sau đó, tại SEA Games 30 ở Philippines cuối tháng 11 năm 2019, chị Hạnh và người bạn của mình một lần nữa mang 60kg đồ ăn tiếp sức U22 Việt Nam. Những món ăn được nhà hàng chế biến, trong đó hai món mang đậm hương vị quê hương là cá rán và tôm rang. Tôi lo cầu thủ không hợp với thức ăn ở nước ngoài sẽ không có sức chiến đấu, ảnh hưởng thể lực. Như một người mẹ, người chị, tôi chuẩn bị những món ăn của quê hương, đồng hành cùng đội tuyển, chị Hạnh nhớ lại. Nhiều người cho rằng chị hâm hấp, nhưng khi chứng kiến khó khăn của đội tuyển, người phụ nữ nói rằng việc làm của mình không hề vô nghĩa. Đồng hành cùng đội tuyển hàng chục năm trời, chị Hạnh có nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Ở những trận đấu ngỡ như bị loại, Việt Nam lại chiến thắng, mang đến niềm vui vỡ òa. Chị sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn trao tặng cho các đội tuyển, xem như món quà động viên tinh thần. Có lần, nữ cổ động viên quá hạnh phúc khi Việt Nam chiến thắng, trên tay cầm bó hoa, phóng xe máy đi ăn mừng, không may bị ngã vỡ cằm. Đến bây giờ, trên khuôn mặt chị vẫn còn một vết sẹo của niềm vui chiến thắng năm đó. Rồi những giải đấu dù thua hay thắng, chị vẫn thầm cảm ơn đội tuyển đã cống hiến hết mình. Với bóng đá, thắng, thua là chuyện bình thường. Tôi luôn xem những trận thắng là vinh quang, trận thua là bài học rút kinh nghiệm, chị nói. Tuyên bố trao tặng 800 triệu đồng cho hai đội tuyển nếu vô địch SEA Games. Những năm trước, SEA Games tổ chức ở nước ngoài, chị Hạnh đi cả tháng để cổ vũ. Từ bóng đá, điền kinh, bóng bàn, bơi lội, hễ môn thi đấu nào có đội tuyển Việt Nam, chị đều tham gia, từ sáng đến tối. Tôi cứ như con thoi, đi lại giữa các sân vận động nước ngoài. Nhiều khi tắc đường, tôi bỏ xe, chạy bộ vào sân để kịp trận đấu. Từ có đội tuyển Việt Nam thi đấu là tôi cổ vũ, không cần biết môn gì, chị nói. Khi đội bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games 30, chị Hạnh đã trao thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung 500 triệu đồng. Hay khi đội tuyển bóng đá nam thắng Jordan trong khuôn khổ ASEAN Cup 2019, chị cũng tặng 500 triệu đồng. Năm nay, SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, khai màn bóng đá từ hôm 6 tháng 5, chị Hạnh chưa bỏ lỡ trận nào. Đi đi về về giữa Phú Thọ, Nam Định, Hải Phòng. Hiểu được tâm lý của vợ, chồng chị dù không đam mê bóng đá, đã chấp thuận trở thành hậu phương để chị chinh chiến theo những trận cầu. Chồng tôi vẫn hay nói, vợ đi cổ vũ bóng đá thì khỏe, mà mỗi lần về nhà lại mệt. Rất may tôi được chồng con và gia đình ủng hộ, chị kể. Chị Hạnh là thành viên tích cực của hội cổ động viên VFS miền Bắc trước mỗi trận đấu, thường cùng anh em cùng lễ, cầu cho Việt Nam giành chiến thắng. Là một cổ động viên máu lửa, chị được mọi người kính trọng và nể phục. Dù nhiều tuổi rồi nhưng anh em cứ sắp xếp cho tôi đứng đầu hàng, nhảy hết mình từ đầu trận đến cuối trận. Tôi hy vọng mọi người noi theo, lấy tinh thần cổ vũ đội tuyển. Chị cười, nói nhiều người bảo dở hơi, nhưng chị mặc kệ. Dù hai năm qua đại dịch COVID-19 ảnh hưởng công việc kinh doanh, nhưng khi các đại hội thể thao bắt đầu quay trở lại, chị Hạnh tiếp tục nhen nhóm tình yêu với bộ môn túc cầu. Chị từng nói với huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ tại World Cup. Nếu đội tuyển vào được vòng 2, chị sẵn sàng trao tặng 1 tỷ đồng. Thân quen với các cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam, nữ vận động viên luôn xem họ như thành viên trong gia đình. Đặc biệt, với các cầu thủ nữ, chị thân thương, quan tâm và động viên như những người em.
Sắp tới khi bóng đá Việt Nam bước vào bán kết và chung kết của SEA Games 31, một lần nữa, chị Hạnh lại tuyên bố trao thưởng 800 triệu đồng. Đường tới vinh quang bao giờ cũng nhiều chông gai, tôi hy vọng đội tuyển Nam hết sức kiên cường, bước qua mọi chông gai để đến với vinh quang, chị nói với đội tuyển nữ. Mong rằng họ luôn máu lửa và chiến đấu hết mình, kể cả trận chung kết hay bán kết Việt Nam không giành được chiến thắng, người phụ nữ cho biết vẫn trao tặng số tiền như đã hứa. Hy vọng những ngày tới là những ngày đẹp trời và Việt Nam sẽ vô địch SEA Games, chị nói. Ông Phan Đình Long, Chủ tịch Hội Cổ động viên VFS miền Bắc cho biết, chị Hạnh vẫn thường xuyên tài trợ cho hai đội tuyển bóng đá nam, nữ suốt nhiều năm qua. Chị tham gia hội từ năm 2018, luôn đóng góp, đồng hành và tài trợ cho các hoạt động không chỉ của hội mà cả đội tuyển bóng đá. Chị Hạnh là một cổ động viên năng nổ. Mỗi khi lên sân, chị quẩy rất nhiệt tình, ông Long cho hay. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.